Đây, mọi người thấy có xinh không? Đây không phải là đồ chơi đâu nha, mà đây là dòng máy ảnh mirrorless nhỏ nhất thế giới. Đây là dòng Bentakui. Đây là những chiếc máy ảnh mà mình thấy nó rất là hay ho luôn và mình cực kỳ thích, tại vì nó rất là nhỏ gọn và nó cực kỳ xinh luôn. Máy này thì được bên mình xách tay từ Nhật, thì nó về trước Tết. Ngay khi lúc nó mới về thì mình đã muốn làm video ngay rồi, nhưng mà do cuối năm thì shop mình cũng hơi đông, với lại các bạn nhắn tin cũng hơi nhiều, nên bây giờ mình mới có thời gian để mình làm video về nó. Hiện tại có mặt ở shop mình đang là hai model, Bentakui 10 và Bentakui 7. Thì cả hai model này thì nó đều có điểm chung là nó cực kỳ nhỏ gọn, mình có thể để vừa trong lòng bàn tay như thế này đây. Nếu mà so sánh với những cái dòng mirrorless được xem là nhỏ gọn ở trên thị trường, ví dụ như là dòng Sony NET hoặc là dòng GF của Panasonic, thì chiếc máy Bentakui này nó còn nhỏ hơn rất là nhiều luôn nha, nó cực kỳ nhỏ gọn luôn á. Thì bên cạnh cái thiết kế nhỏ gọn như thế này thì con dòng Bentakui này nó có một điểm đặc biệt nữa, đó là cái cảm biến của nó cũng rất là nhỏ luôn nha. Ví dụ như là con Bentakui 10 của mình ở đây thì cảm biến nó bé tí xíu như thế này thôi, và nó có hệ số crop lên đến 5.5x luôn. Còn con Bentakui 7 thì cảm biến nó sẽ có lớn hơn một tí xíu, mà hệ số crop của nó cũng là 4.7. Bên cạnh đó thì máy cũng sẽ được tích hợp đầy đủ tính năng như là một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, ví dụ như là có bánh răng chỉnh chế độ ở đây, cũng như là chúng ta sẽ có thêm cái bánh xe ở đây để chúng ta điều chỉnh thông số. Điểm sơ qua về thiết kế của máy thì ở mặt trước chúng ta sẽ có một cái ống kính 5-15 ở đây. Sau khi tháo ra thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến với hệ số crop là 5.5x. Bên cạnh đó ở phía bên đây chúng ta sẽ có một cái núm rất là đặc biệt luôn nha. Đây là cái núm function giúp mình có thể tùy chỉnh được các bộ lọc màu theo sở thích của mình. Thì đây là cái phím giúp chúng ta có thể cá nhân hóa tùy theo sở thích của mỗi người, bởi vì chúng ta có thể gán vào từng con số này các bộ lọc màu mà chúng ta yêu thích bằng cách chọn ở trong menu của máy, thì nó sẽ có rất là nhiều bộ lọc màu khác nhau, thì chúng ta có thể tùy chọn. Ví dụ như là để ở mức dấu chấm này thì nó sẽ là ở chế độ mặc định, nó sẽ không có hiệu ứng gì hết. Và chúng ta có thể gán số 1 bộ lọc màu là trắng đen, hoặc là số 2 là bộ lọc màu vintage gì đó, thì nó sẽ có các tùy chọn ở phía bên trong menu để chúng ta chọn lựa. Rồi ở phần phía trên này thì chúng ta sẽ có một cái đèn flash ở đây, và cái đèn flash này cũng rất là hay luôn nha. Ở những con máy ảnh khác thường các bạn thường thấy á, thì cái đèn flash khi bật lên thì mới sử dụng đèn flash được, khi gặp lại sẽ cất đi không bật đèn flash. Tuy nhiên con máy này khi gặp lại cũng đánh đèn flash được bình thường, và khi chúng ta bung lên như thế này chúng ta vẫn đánh bình thường. Đây là một điểm mình thấy rất là vui ha. Góc bên đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái núm để chỉnh chế độ các chế độ chụp ở đây ha. Ở phía bên trên máy mình lắp ống kính vô trước nha. Ở phía bên trên máy này thì chúng ta sẽ có cái bánh xe chỉnh chế độ ở đây, nó sẽ lòi ra phía trước như thế này. Bên cạnh đó thì sẽ là một cái phím chụp, ở đây thì mình sẽ có một cái bánh xe để mình chỉnh thông số của máy, nút on off bật nguồn ở đây, và đây là phím xem lại hình ảnh nha, và cái phím bật lát là nó phía trên như thế này nè. Rồi ở phía mặt bên đây thì chúng ta sẽ có một cái màn hình, mặc dù máy rất là nhỏ gọn nhưng cái màn hình nó cũng khá là to so với cái kích thước này nha. Thì ở phía bên góc phải thì chúng ta sẽ có các phím điều hướng ở đây, và các phím điều hướng này nó cũng có gắn chức năng như là ISO, wavelength, đèn flash, và cũng như chỉnh chế độ chụp ở đây ha. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có cái phím AV để điều chỉnh thông số bù trừ sáng nha, và phím menu cũng như phím info ở đây. Bentakui á, làm thiết kế nó sẽ có hai bên, chúng ta đều có hai cái nắp như thế này, rất là cân đối với nhau nha. Thì một bên á là chúng ta sẽ có cái khe cắm thẻ nhớ ở đây, để chúng ta có thể cắm thẻ SD vào đây nha. Bên còn lại thì sẽ là khe cắm pin, hai bên rất là cân đối nhau nha, nhìn giống như nhau vậy. Đây là phần đáy máy. Phía phần đáy máy thì chúng ta sẽ có thêm cái cổng kết nối, đây là cổng PCIV, và thêm một cái cổng là HDMI. Thêm một điểm nữa mình thích ở trên chiếc máy này
đó là cái ống kính của máy được thiết kế là build bằng kim loại nha. Và điểm đặc biệt là cái vòng zoom của cái ống kính này nó cực kỳ mượt luôn nha các bạn. Mình gần như rất là ít tìm được một chiếc ống kính nào mà zoom cơ mà có khả năng zoom mượt như chiếc ống kính này. Bên cạnh đó thì mình thấy máy lấy nét cũng rất là nhanh luôn nha. Mặc dù đây chỉ là một con máy giá rẻ thôi, nhưng mà khả năng lấy nét của nó thì mình thấy rất là ổn luôn. Hiện tại thì chiếc Bentax Q10 này thì bên shop mình đang có đủ 3 màu luôn nha. Đầu tiên đó là màu đen này, và màu bạc, cũng như là màu đỏ ở đây. Riêng Bentax Q7 thì mình chỉ có một màu duy nhất, đó là màu bạc thôi. Về thông số kỹ thuật thì chiếc Bentax Q10 này được trang bị cảm biến là 12.4 megapixel cùng với khả năng quay phim Full HD 30 khung hình trên giây. Và chiếc máy có ISO tối đa là lên đến 6400 cùng với tốc độ chụp liên tiếp là 5 khung hình trên giây nha. Ngoài ra thì máy sẽ được trang bị màn hình với kích thước là 3 inch, khá là lớn so với kích thước của máy. Còn về Bentax Q7 thì về thông số kỹ thuật nó sẽ gần như tương đương so với Bentax Q10, ngoại trừ cái kích thước cảm biến của máy nó sẽ lớn hơn, cùng với khả năng ISO của nó lên đến là 12.800, lớn hơn so với 6.400 của Bentax Q10. Cũng sẽ có khả năng quay phim Full HD là 30 khung hình trên giây, màn hình vẫn là 3 inch nha. Hiện tại thì ở thời điểm đăng video này thì những con Bentax Q10 và Q7 vẫn đang có mặt sẵn tại shop mình ha. Do những con máy này nó về hồi trước Tết rồi, nhưng mà do mình sợ các bạn mua mất á, mình không có máy để làm video nên mình chỉ đăng cái ảnh để nhá hàng lên thôi, chứ mình không có đăng ra bán con này, nên hiện tại thì nó vẫn còn. Hiện tại ngoài những con Bentax này ra thì shop mình còn rất là nhiều những dòng máy ảnh khác dành cho người mới với đầy đủ các mức giá khác nhau. Thì các bạn quan tâm có thể nhắn tin trực tiếp cho shop mình qua trang Facebook của shop mình có để dưới phần mô tả để được mình tư vấn một cách tận tình nhất nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn ủng hộ mình, hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như là bấm phím chuông phía bên cạnh để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn.